Alo Tuyết à? Đã điều tra ra rồi á? Nhanh thế. Ngày xưa bà cụ hay hát ở cửa đình. Sau đó đến hồi bà chuyển mê tín dị đoan, hát văn thì cũng bị vu là hoạt động mê tín. Đình thì bị chuyển đổi thành lớp mầm non. Thế bà cụ đứng ra đấu tranh phản đối ghê gớm lắm. Sau đấy như thế nào mà bà bỏ thì em cũng không biết nữa. Thế nhá, anh Đạt nhà chị ra rồi. Hôm nay anh Đạt chở chị đi làm đấy. Thế nhá. Để em đội cho. Thôi anh đội được. Ôi giời chồng em thì đỗ khoa này. Ông đi đi. Người mới chẳng ngợm. Lúc nào cũng giả thân giả quỷ. Để em sách từ ngày lấy em. Em đi đánh Tú nhá. Bán bổ. Tê 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 tê. Anh đợi em, chiều em đón anh rồi đi lấy xe luôn nhá. Thôi khỏi, lấy luôn đi, chiều em phải xuống cơ sở. Thì mượn xe chú Tiến cũng được. Lâu lắm rồi em không được ngồi sau xe anh như thế này. Mà em yêu chồng nhất luôn, nguyện chết vì chồng cũng được. Nói vớ va vớ vẩn. Gì mà vớ va vớ vẩn? Không tin ấy, thì anh cứ chờ mà xem. Em có thể làm bất cứ chuyện gì vì chồng. Mà em cũng được lắm đấy nhá. Đừng hỏng mà có ai bảo là em không xử với anh. Thôi, cô từ từ vào. Sao không vào luôn ạ? Bảo sao thì làm thế đi. Cô lắm lời thôi. Chị Vân này, em thấy bảo trước đây bà cụ nhà mình hay hát văn ở cửa đình lắm đúng không? Cô đừng có mà tọc mạch. Sao lại tọc mạch ạ? À? Ở nhà em, bây giờ mẹ em vẫn thỉnh thoảng đi hát văn ở cửa đình đấy. Em tự hào lắm. Trước đây thì người ta hay nói hát văn là mê tín dị đoan. Nhưng bây giờ được công nhận là di sản văn hóa đấy. Còn mấy nghệ nhân nữa đâu. Nhìn bà cụ như vậy, em cũng tiếc lắm. Hay là cụ bị mất giọng hả chị? Vớ vẩn, mất đâu mà mất. Bà nhà tôi ấy, ngày trước hát hay lắm, truyền đi hát ở các lễ hội thôi, biết bao nhiêu người kính trọng. Nhưng mà sau ấy có người vu oan cho bà tôi là truyền bá mê tín dị đoan, thì làm mất uy tín của ông tôi. Nhưng mà ông vẫn ủng hộ bà. Biết bao nhiêu hệ lụy từ đấy. Thế là ông tôi bị kiểm điểm rồi khiển trách. Lời ra tiếng vào khiến ông ốm rồi mất. Bà tôi tự trách mình, thế nên là xé áo đến bây giờ đấy. Hát chầu văn thì làm sao mà được gọi là mê tín dị đoan nhỉ?